Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở video hôm nay em sẽ chia sẻ đến cho các anh chị và các bạn một cái siêu dự án có tên là Sistine. Đây là một ngón áp cho chúng ta khai thác đó, miễn phí cái đồng xít. Đây là một cái dự án tiềm năng và sau này cái đồng xít này sẽ có giá trị rất là cao. Đây là một dự án đến từ Hàn Quốc. Cái dự án này được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội và nó đã có app ở trên hai hệ điều hành đó là iOS và Android. Ở video này em sẽ hướng dẫn để các anh chị và các bạn cách cài đặt cái tài khoản và cách đào. Đầu tiên, để cài đặt cái app này thì các bạn click vào đường link bên dưới phần mô tả. Khi click vào đường link bên dưới phần mô tả, nó sẽ đưa chúng ta đến giao diện như thế này. Tiếp theo chúng ta click vào cài đặt. Tiếp đến các bạn nhấn mở. Cho phép. Nó sẽ xuất hiện giao diện như thế này. Ở đây nếu bạn nào đã có tài khoản thì chúng ta nhập vào địa chỉ email và password để login. Nếu bạn nào chưa có tài khoản thì chúng ta click vào chữ create cao để tạo cái tài khoản mới. Ở đây mình chưa có tài khoản thì mình sẽ click vào create now. Ở cái ô địa chỉ email thì chúng ta nhập vào cái địa chỉ email. Nhưng các bạn để ý rằng địa chỉ email hôm nay chúng ta chỉ nhập ngắn ký dấu account. Ở đây mình giả sử của mình bắt hữu 36 email. Ở đây chúng ta chọn là gmail.com. Sau đó các bạn click vào chữ send để nó gửi một cái mã code vào email của chúng ta. Nhấn send. Sau đó các bạn quay vào mail để kiểm tra cái mã code. Đây, mã code nó gửi về cho chúng ta đây. Sau đó các bạn copy cái dòng mã code này. Chép và quay trở lại. Quan giảm vào. Sau đó các bạn nhấn chép. Nhấn confirm. Rồi. Ở cái địa chỉ username là đấy là cái tên của bạn. Bạn đặt tên gì thì bạn đặt. Mình đặt là bạch thử 1 2. Xong các bạn check cái ID. Nếu cái ID của bạn mà được nó được chấp nhận thì nó sẽ có dấu tích. Tiếp đến các bạn điền mật khẩu của các bạn. Sau đó các bạn nhắc lại mật khẩu. Tiếp đến ở ô này thì các bạn nhập ký mã mời. Ở đây các bạn nhập vào mã mời của mình đó là Hùng Thắng 93. Sau đó các bạn nhấn chết. Rồi nó đã chấp nhận. Sau đó các bạn click vào đồng ý hai cái điều khoản này. Rồi. Tiếp đến các bạn nhấn create now. Rồi. Sau khi đăng ký nó sẽ xuất hiện giao diện như thế này, các bạn click vào login. Khi các bạn nhập vào mã mời của mình thì các bạn được nhận được 1050 cái đồng sheet này. Để đào con app này các bạn click vào start thì bắt đầu. Rồi, nó đang đào. Các bạn nghĩ này, nó con app này nó không giống như các con app khác là sau 24 giờ sẽ quay lại. Ở đây chúng ta chỉ 62 giờ là chúng ta quay lại. Ở đây này. Tốc độ đào hiện tại của con app này là 1.5. Đây là số lượng thành viên tham gia. Con app này nó mới nên đang có 8.924 người tham gia.
để lại link mời bạn bè các bạn click vào My Referral. Đây. Mỗi người đăng ký ở dưới link mời của bạn sẽ nhận được 500 cái đồng seat này, và cái số lượng ở cái app này nó quy định cho chúng ta là chỉ tuyển được 50 cái thành viên. Và các số lượng thành viên của các bạn đăng ký thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Chúng ta quay trở lại. Hoặc là các bạn có thể lại mà mời ở đây này, invite. Sau đó các bạn click chia sẻ đến bạn bè của bạn. Chúng ta quay trở lại. Các bạn click vào community để tham gia các cộng đồng mạng xã hội ở trên nhiều trang như là Instagram, Telegram, Twitter, Discord. Ở đây các bạn có thể click vào Twitter để theo dõi. Click vào theo dõi. Đây, các bạn kết chọn. Đây các bạn thấy này, ở con app này các bạn có thể sang Binance nữa, follow. Một cái đồng coin mà được sang Binance follow là đó là một cái đồng coin sau này sẽ có rất có giá trị. Nên mình muốn các bạn đào cái con app này nhé. Tiếp đến chúng ta quay trở lại. Chúng ta click vào Earn Now để xem các thông báo. Tin. Vị. Cái đồng ship mà chúng ta đào được nó sẽ chuyển về vị của nó và xuất hiện ở đây. 1050 đồng ship. Thì video hôm nay em chia sẻ đến các anh chị cách để đồng ship ở trên app Ship Mining. Đến đây cũng đã kết thúc. Nếu anh chị cảm thấy cái video này có ích, hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để nhận những thông báo mới nhất khi em ra video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video sau.